Theo ông Nguyễn Thừa Thanh, chủ shop Hana Garden, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, tới thời điểm hiện tại, cửa hàng đã tiêu thụ 25 cây thông tươi nhập từ Đan Mạch, dự kiến tới cả mùa Giáng sinh sẽ tiêu thụ 30 cây. Thông tươi cao từ 1m đến 3m, giá dao động từ 4,6 triệu đồng đến 16 triệu đồng tùy theo kích thước cây. Cây 1,5m đến 1,75m với mức giá từ 6 triệu đến 8,2 triệu đồng. Theo cửa hàng này, bước tiêu thụ thông tươi năm nay giảm hơn so với các năm trước do giá thông cao hơn 10%. Do ảnh hưởng của dịch COVID ở các nước châu Âu hiện tại đang diễn biến khá là phức tạp, thế nên cái việc các chuyến bay quốc tế từ châu Âu về Việt Nam cũng bị hạn chế. Các cái đơn đặt hàng thông tươi thì phải đặt hàng từ rất là sớm thì mới sắp xếp được cái tuyến bay phù hợp để có thể về Việt Nam. Ngoài ra thì do ảnh hưởng của dịch COVID thì cái nhu cầu của người dùng cây thông tươi thì cũng bị giảm sút so hơn với các năm. Đại diện công ty Greenlight thành phố Hồ Chí Minh cho biết công ty nhập cây thông thật, cắt gốc từ Đức, khoảng ngày 12 tháng 12 sẽ giao cây do tàu về trễ hơn dự tính. Chủng loại thông thật năm nay được nhập khá đa dạng, đây là cây thông cao 7m và tán rộng 3,5m, có giá là 46 triệu 760 ngàn đồng cho một công ty đặt mua. Đây cũng chính là cây thông 7m duy nhất công ty bán được năm nay. Cây thông thật được gắn vào chân đế, tưới nước hàng ngày có thể sử dụng trong vòng 4 đến 6 tuần, sau đó cây sẽ tự khô đi. Mùa Noel năm nay, ngoài chọn mua cây thông thật, người tiêu dùng còn chọn mua cây tùng thơm, trắc bách diệp. Cây tùng thơm có nhiều kích cỡ, từ khoảng 50cm trở lên, thường được đặt trong chậu, giá từ 80.000 đồng không trang trí, cho đến 6 triệu đồng có trang trí. Theo những người bán cây cảnh trên đường Tô Hiến Thành, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, cây tùng được lấy tại vườn trồng tại Sa Đéc, Đồng Tháp.